Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi mua về được là ngày hôm thứ Bảy các bạn nhé. Hôm đấy thì tôi vừa mua xong thì tôi cũng đã phát một cái video, tôi đã quay một cái video trực tiếp mà khi tôi đang mua tại ở nhà chỗ cơ quan của chủ xe nhé. Thì chiếc xe này là chủ xe của một ông bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện đại học y học cổ truyền ở Hà Nội đây các bạn nhé. Và nhà bác thì ở Phạm Văn Đồng và cơ quan thì ở bệnh viện đại học y học cổ truyền đấy. Cách nhà đến cơ quan có 1 cây số thôi. Cho nên là bác đi xe thì hôm thì đi xe máy, hôm thì đi ô tô. Cho nên là chiếc xe này chạy rất là ít. Bác chia sẻ là chiếc xe này thì anh mua cũng chủ yếu là để về quê thôi. Vì quê anh Hải Phòng, chạy thỉnh thoảng anh mới về quê một lần. Cho nên là đi làm thì gần như là không đi xe. Và đi hôm đi xe máy, hôm đi ô tô, thỉnh thoảng mới về quê một lần thôi. Cho nên là sản xuất là chiếc xe này sản xuất là cuối năm 2016. Bác mua là tháng 2 năm 2017. Xe nhập khẩu cho nên là nó nhập về nó chậm một chút các bạn ạ. Sản xuất 2016 thì thường là bán là 2017 các bạn nhé. Đấy, và bác đăng ký tháng 2 năm 2017. Tính ra đến hôm nay thì sử dụng cũng đã bước sang năm thứ 6 rồi mà chiếc xe mới lăn bánh có 3,6 vạn chuẩn thôi. Nếu như nói về đồng hồ thì rất là nhiều người không tin về cái đồng hồ này. Nhiều người lại bảo là tua đồng hồ, cho nên là lúc mua xong là tôi đã quay trực tiếp tại cửa chỗ bệnh viện Đại học Y học cổ truyền quý vị các bạn nhé. Nếu không tin thì quý bạn có thể quay lại cái video hôm trước ấy để xem lại về chiếc xe nó bẩn như thế nào. Và nó đang để trong một cái lán ở bệnh viện Đại học Y học cổ truyền ạ. Và chia sẻ với quý vị và các bạn, bác đi chuyên đi về Hải Phòng hay đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cho nên là bác rất chú trọng về cái sự an toàn của chiếc xe. Bác bảo bác mua xong chiếc xe này đã cũng đã muốn lắp thêm một cái bộ Michelin đi cho nó đi cho nó đỡ ồn và đi cho nó bền, đi cho nó tốt ở cái bộ dàn lốp Michelin đấy ạ. Thì nhiều người đã biết rồi, cho nên là bác đi mãi mà nó vẫn chỉ có hơn 3 vạn thôi. Chính vì thế bác vừa mới thay xong một cái bộ dàn lốp Michelin rồi. Nếu như nhiều người lại nghĩ là thay lốp thì chắc là xe chạy nhiều đúng mới thay lốp. Nhưng bác bảo bác chạy cao tốc cho nên bác thích nó an toàn, cho nên là thay lốp. Cũng chưa có ý định bán xe đâu, như bây giờ nhà là 4 thành viên, như bây giờ các con lớn rồi, người to, cho nên là xe nó sẽ chật, cho nên là muốn là phải đổi lên một chiếc xe to nên bắt buộc phải bán rồi. Bắt buộc phải bán chiếc xe này và đổi lên một chiếc xe khác. Đăng kiểm thì còn dài luôn các bạn nhé. Đăng kiểm là đến tận 2024 cơ, tức là đi qua 2 cái Tết nữa mới phải đăng kiểm, cho nên quý vị có thể yên tâm luôn ạ. Và bác chia sẻ là chiếc xe này bác chạy chuẩn là 3,6 vạn đồng hồ chuẩn. Cái thứ hai nữa là nước sơn zin nguyên bản của xe các bạn nhé, nước sơn zin còn nguyên, bác chưa sơn một cái vết nào cả đấy. Đi Hà Nội mà chưa sơn lại một lần nào thì phải nói là hiếm có ạ. Tất nhiên là nó cũng bên thân vỏ nó có một vài điểm xước sát đây, rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi. Ở cánh cửa hoặc ở bagage sốc trước sau đều có xước sát nhưng rất là nhỏ thôi. Chúng tôi mua về là chúng tôi nếu những cái vết xước nhỏ này chúng tôi đánh bóng nó cũng có thể hết. Những cái vết xước to thì đánh bóng nó sẽ mờ, vết xước nhỏ đánh bóng nó sẽ hết hẳn, nhưng chúng tôi cũng chưa đánh bóng đâu các bạn nhé. Đấy, chưa đánh bóng, chưa có dọn dẹp gì, chỉ có rửa qua là tôi đem ra tôi quay thôi ạ. Đấy, vì nó quá đẹp rồi, tất cả còn nguyên. Đấy. Và cái nước sơn zin của chiếc xe này tôi không sơn là vì sơn zin nguyên bản của xe là những chiếc xe nhập khẩu ấy, nước sơn nó rất là tốt. Bây giờ chỉ xước có một vết thôi. Một vết ở ba đờ sốc là phải sơn cả ba đờ sốc. Một vết ở cánh cửa là phải sơn cả cánh cửa, cho nên nó rất là phí. Đấy, sơn zin nguyên bản và xe nhập khẩu là phí, cho nên tôi không sơn các bạn nhé. Và căn cứ vào cái đồng hồ thì là nó chưa chuẩn đâu các bạn nhé. Xem về xe mà chạy nhiều hay chỉ chúng ta căn cứ vào lốp này, căn cứ vào đồng hồ này, về ghế da này, vô lăng cần số. Lát nữa tôi sẽ quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị các bạn xem về chiếc xe này. Đến cái chân phanh, chân ga, ni lông của chưa bóc quý bạn nhé. Đấy, thì là quý bạn biết là chạy nhiều hay chạy ít rồi ạ. Đấy, về chiếc xe này chúng tôi cam kết hết về chất lượng ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe, tức là bên ngoài nó còn nguyên bản thì bên trong nó nguyên bản là cái điều đương nhiên quý bạn nhé. Sơn zin nguyên bản của xe, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất
những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i20 phiên bản Active 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, siêu lướt 3.6 km này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem một chiếc xe mà nước sơn zin còn nguyên bản cả xe thì nó đẹp và mới và bóng như thế nào quý vị bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài, hôm nay thì tôi đang quay ở ngoài trời này, đoạn này nó cũng rất là nắng, thời tiết rất là nắng cho nên là dưới ánh nắng này thì nhìn nó rất là lộ các bạn nhé. Nhìn cái nền nó có đẹp hay không, nó có phẳng hay không và có xước sát hay không, móp méo gì không thì nó rất là lộ các bạn ạ. Đấy, đây là về cái phần sườn bên lái các bạn nhé. Tất cả về cái nước sơn còn zin nguyên bản cho nên là cái nền đương nhiên là nó còn rất đẹp rồi các bạn nhé. Nền còn rất đẹp và rất mỏng đây. Tuy nhiên nhìn về bên ngoài thì nó cũng có đôi phần xước sát các bạn ạ. Đấy, xước sát này. Những cái vết xước này ở đường Hà Nội, những chiếc xe mà ở Hà Nội thì không thể tránh khỏi được đâu các bạn ạ. Đấy, những cái xước sát rất là nhỏ nhẹ này chúng tôi cũng chỉ có rửa đi và đăng lên bán thôi. Nếu như đánh bóng, bây giờ đem đi đánh bóng thì nó cũng sẽ đỡ đi một chút các bạn ạ. Những cái vết xước nhỏ, những cái vết xước nhỏ nó sẽ mờ đi và những cái vết xước mà nó hơi hơi nhỏ nữa thì nó có khi là hết các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài thì nó cũng xước sát nhưng không đáng kể các bạn ạ. Đấy, không đáng kể, nhưng những chiếc xe mà lắp ráp trong nước, những chiếc xe mà sơn tại Việt Nam thì chúng tôi có thể đem đi chúng tôi sơn rồi. Nhưng chiếc xe này là xe nhập khẩu, nước sơn zin của xe nó rất là đẹp và rất là bền bỉ các bạn nha. Cho nên bây giờ mà đem đi sơn nó sẽ rất là phí các bạn ạ. Chỉ một vết xước nhỏ này thôi, nhưng nếu chúng ta sơn là chúng ta phải sơn cả một cái bao đời sốc, hoặc chỉ một cái vết xước nhỏ trên cánh cửa thôi, chúng ta đi sơn chúng ta phải sơn cả một cái cánh cửa. Cho nên là nó rất là phí các bạn nha. Sơn zin nguyên bản của xe mới đẹp và bóng như thế này đây các bạn nha. Đấy, và cái màu này là màu nâu các bạn nhé, đăng ký là màu nâu cho nên là để ra ngoài trời, để ra nhất là trời nắng nhìn nó như là một màu vàng các bạn ạ, nâu vàng. Đấy, rất đẹp các bạn ạ. Nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn pha này còn mới nguyên và rất đẹp các bạn nhé. Cụm đèn pha này, mặt ca lăng này, logo đều rất mới, rất đẹp các bạn ạ. Cụm đèn pha này là xe đã được trang bị đèn pha pin xenon và đèn led ban ngày đây các bạn nhé, đèn led ban ngày này. Phía bên dưới là đã được trang bị một cái cụm đèn gầm. Cụm đèn gầm này là cụm đèn halogen các bạn nhé. Cụm đèn gầm halogen này đều rất đẹp quý vị các bạn ạ. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay cả cánh cửa bên lái và cánh cửa bên phụ. Toàn bộ cánh cửa là tay nắm chrome, rất đẹp, rất bóng ạ. Và đặc biệt thì quý bạn thấy đấy ạ, cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 đây các bạn ạ. Không biết là nó bóng quý vị có xem được không ạ. Đấy, nó bóng quý vị có xem được không như đây nhá quý bạn này. Chỉ 6,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này. Nếu như trong đô thị là 8,6. Đấy, nếu trong đô thị là 8,6 lít quý bạn nhá. Nếu như chạy ngoài đô thị chỉ có 5,7 lít thôi. À, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Chỉ 5,7 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị đây này. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy. Và cái cụm đèn pha thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn pha rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì cả. Đấy. Và đặc biệt là những cái phần logo mới tinh luôn ạ. Những cái phần chữ cũng mới tinh luôn. Quý vị có biết tại sao không ạ? Tại vì những chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2016, nhập về Việt Nam là 2017, tính ra là sử dụng cũng đã lên đến là 6 năm rồi các bạn nhé. 6 năm như chiếc xe này là chủ xe để ở nhà thì để dưới hầm chung cư, còn đến cơ quan thì để trong cái lán đấy. Hôm trước tôi mua tôi có quay lại ở cái lán mà chủ xe đang để đấy ạ. Tức là chiếc xe này không để ở ngoài trời, không để mưa nắng, cho nên là toàn bộ những cái phần, từ những cái cụm đèn cho đến những cái phần chữ, logo đều rất mới luôn các bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi nguyên bản của xe rồi này. Camera lùi nguyên bản này, cảm biến lùi cũng nguyên bản của xe hết luôn các bạn nhé. Đấy, xe đã có cảm biến lùi, camera lùi. Và đây là cái dàn lốp các bạn ạ, dàn lốp Michelin xịn luôn. Cả một cái dàn lốp Michelin xịn mà chủ xe đã thay, vừa mới thay xong ạ. Đấy, chủ xe vừa mới thay là date lốp là 2022 luôn các bạn nhé. Tuần thứ 20 năm 2022 này, mới tinh, cả một cái dàn lốp Michelin Bremacy 4 đây. Bremacy 4 rất là xịn,
rất xịn sò mà chủ xe mới thay. Nhiều người lại không biết là nghĩ là chiếc xe này là chạy nhiều cho nên mới phải thay lốp. Thì thưa với quý bạn nhé, bác chủ này là mới chạy được có 3.6 vạn mà đã thay lốp. Tại vì là bác chủ xe quê ở Hải Phòng, bác chạy hay chạy đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cho nên là bác rất an toàn, chú ý đến cái vấn đề an toàn kỹ thuật. Bác bảo là cái lốp tuổi thọ của lốp tuổi thọ cao su chỉ cho phép là 5 năm, thì bác chỉ cần 4 đến 5 năm là bác cũng thay lốp thôi ạ. Đấy. Và Demacy 4 này rất xịn này. Cả dàn lốp đều sản xuất năm 2022 mà bác vừa mới thay đấy ạ. Đấy. Và bác đã thay lốp là bác phải thay lốp Michelin xịn chạy cho nó sướng. Đấy. Và Demacy 4 này. Michelin đấy ạ. Bác bảo là bác để chạy nhiều nhiều rồi bác mới thay. Từ lúc mua xe xong bác cũng đã có ý định thay lên Michelin Demacy 4 này đi cho nó êm, vì bác hay chạy cao tốc Hà Nội Phòng. Nhưng mà bác bảo chạy mãi nó mới có hơn 3 vạn thôi, bắt buộc là bây giờ phải thay thôi. Vừa mới thay xong cũng chưa định bán xe, nhưng mà cả gia đình là đang muốn là đổi lên một chiếc xe to hơn. Tại vì là các thành viên trong gia đình đều đã lớn rồi, cho nên là bắt buộc là phải đổi lên một chiếc xe crossover hoặc SUV to hơn, súp to hơn để đi các bạn nhé. Đấy, cho nên là bác vừa mới thay xong mà lại phải bán. Bác rất là tiếc đấy ạ. Tôi mua chiếc xe này thì cũng phải làm việc với bác chắc phải đến tầm gần 3 tuần thì mới mua được chiếc xe này. Vì bác với lý do là bác chưa muốn bán. Đấy. Và nhìn về chiếc xe này thì quý bạn thấy biết rồi đấy ạ. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Kiểu dáng của những chiếc xe Hyundai i20 Active này, nó như là một chiếc xe Tucson thu nhỏ. Đấy, hay còn gọi là Tucson Mini đấy ạ. Kiểu dáng này quý bạn xem ạ, rất đẹp đấy ạ. Kiểu dáng của một chiếc xe i20 rất là đẹp. Nó ở cái phân khúc này nó gần như là crossover các bạn ạ. Đấy, chứ không phải là những cái dòng xe hatchback nữa ạ. Dòng xe i20 nó pha lẫn giữa crossover và hatchback các bạn nhé. Cho nên là nó ra một cái thiết kế này rất là đẹp các bạn ạ. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Không bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Với nước sơn còn nguyên bản như chiếc xe này, bên ngoài nó còn nguyên bản thì bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên rồi. Cho nên là chiếc xe này thì bên trong thì tôi xin phép quý bạn tôi không quay kỹ về cái phần keo chỉ nữa quý bạn nhé. Đấy, vì bên nước sơn nguyên bản nó còn zin như này thì bên trong là còn zin là cái điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Và đây là cái tem đăng kiểm của nhà sản xuất đây các bạn này. À, tem đăng kiểm mà bác sĩ mới đăng kiểm này. Đấy, đăng kiểm còn dài luôn các bạn nhé. Đăng kiểm này, phí đường bộ này đều đến tháng 2 năm 2024 các bạn. Đấy, chúng ta phải đi qua hai cái Tết nữa thì chiếc xe này các bạn nhé mới phải đăng kiểm. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Về cái phần ngoại thất thì tôi giới thiệu rất là kỹ rồi, rất là đẹp rồi. Bên trong nội thất thì tôi không phải giới thiệu nhiều đâu ạ, vì là bên ngoài nó còn nguyên thì bên trong còn nguyên ạ. Và căn cứ vào chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn cũng xem qua về cái phần, không phải là căn cứ vào mỗi cái đồng hồ đâu ạ. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho quý bạn căn cứ vào một số cái phần nữa các bạn ạ. Đấy, mở cái cánh cửa bên lái ra. Đấy, chạy nhiều hay chạy ít chúng ta phải xem cả vào đây. Cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, cụm điều chỉnh gương gập này. Đấy, chạy nhiều nó sẽ bị mờ mòn, và có nhiều cái chạy nhiều còn mờ đi nữa cơ. Và đây là cái phần mà rất là nhiều khi rất tôi cũng thấy làm lạ. Vì chiếc xe này bác xe chủ xe mua từ năm 2017, chạy như vậy rồi mà cái ni lông ở trên chân phanh, ni lông ở trên chân ga này còn nguyên chưa bóc này này. Đấy, cái ni lông chưa bóc các bạn nhé. Đấy, rất là lạ luôn ạ. Ni lông ở chân phanh, chân ga còn chưa bóc này. Nội thất ghế nỉ đây, thưa với quý bạn này, nội thất ghế nỉ còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, nội thất này nó mới luôn ạ. Vì chiếc xe này chạy có 3.6 vạn rồi nhá. Căn cứ vào đồng hồ thì chúng ta phải căn cứ vào lốp này, vào ghế này, vào cái vô lăng này, vào cái cần số này, hay còn vào cái tay phanh này đây. Đấy, quý bạn xem này, nó đều mới, mới đều luôn ạ. Mới đều và đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, bên tôi xin phép là không giới thiệu về phần keo chỉ. Đấy, và cái phần sàn cũng còn mới tinh luôn. Chủ xe cũng đã lót sàn da rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ táp lô này, từ táp bi này cho đến ghế này cũng đều rất mới luôn quý bạn nhé. Mới tinh luôn này. Ghế sau này thì lại càng mới ạ. Ghế nỉ nguyên bản của xe đấy ạ. Đến sàn cũng rất đẹp quý bạn nhé. Sàn đẹp này, ghế đẹp này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn lên xe và tôi sẽ bấm điện lên cho quý bạn xem về cái phần điện nhé. Đấy. Xe cũng đã được trang bị màn hình rồi đấy ạ. Đây là cái màn hình mà nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc i20 Active 2017 này nhé. Và đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chúng tôi cam kết là 3.6 vạn các bạn nhé. 3.6 vạn chuẩn luôn quý bạn ạ. Đấy.
đồng hồ này chúng tôi cam kết luôn ạ, vì chúng tôi biết rõ nguồn gốc xe tư nhân một chủ từ đầu. Đấy, nội thất này, từ táp bi cánh cửa này, vô lăng này, táp lô này, đấy, táp bi này, cần số tay phanh đều rất mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, xe thì cũng đã được trang bị điều hòa tự động. Đấy, và màn hình camera lùi, màn hình của Hyundai thì cũng đã được trang bị rất là xịn rồi, đã có cả map dẫn đường này, GPS này, giải trí đầy đủ này, khóa thông minh bấm tay để nổ này, đèn nổ start top này, gương chiếu hậu này, chống chói này. Đấy, và cái phần này, cái này cũng chưa bóc ni lông này các bạn này. Đấy, cái mặt màn hình này cũng chưa bóc ni lông này, rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Phải nói, có thể nói là hiếm có, khó tìm mới có một chiếc xe mà chạy ít mà đẹp như này đấy. Toàn bộ những cái phần nỉ trần này, phần nhựa này đều rất là mới các bạn nhá, tất cả còn rất mới và rất là đẹp luôn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cốp sau này, cốp sau tôi quên, tôi còn chưa bỏ cái hộp đồ của tôi ra cơ đấy, nhưng mà tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, những cái phần nhựa này còn nguyên này, lốp sơ cua bên dưới còn mới tinh và đồ nghề cũng còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đây, tôi sẽ bỏ cái hộp này ra cho quý bạn xem này. Nỉ này, những cái nỉ này chúng tôi chưa có dọn dẹp kỹ đâu, cho nên nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh như này, nó chỉ bụi bẩn là chúng tôi chưa dọn các bạn nhé. Những cái bộ đồ nghề này vẫn còn mới này. Đấy, lốp nguyên bản này, lốp sơ cua nguyên bản của xe và còn rất mới luôn. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, táp bi này, rất đẹp này, toàn bộ từ ghế nỉ đằng sau này. Đấy quý bạn nhé, tôi quay rất là kỹ cho quý vị các bạn xem này. Cái ghế, đã hàng ghế sau này rất mới các bạn ạ. Đấy, sàn này cũng được trải ra này, đều đẹp hết cả các bạn ạ. Một chiếc xe Hyundai i20 X-Tip khá là đẹp đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, bấm tay để mở cửa này. Đấy, toàn bộ về những cái phần táp bi đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, khá là mới luôn ạ. Phải nói là hiếm có một chiếc xe từ năm 2017 đến bây giờ, tính ra là 6 năm sử dụng rồi. Đấy, tính ra là đến 6 năm sử dụng rồi các bạn nhé, mà còn mới, còn đẹp như này đấy ạ. Thì phải nói là hiếm có ở trên thị trường các bạn nhé. Ghế này mới tinh, cái này là nó bị lõm, tôi vừa để đồ nhé, tôi vừa để cái tay quay cầm này vào nên chống xuống đây cho nên nó lõm, chứ nó không phải là xước, không phải làm sao đâu ạ. Đấy, ghế má ghế này, chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta phải xem cả về cái má ghế này nhé. Đấy, má ghế này rất mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và xe cũng đã được trang bị hệ thống phanh ABS với là đĩa cả bốn bánh luôn các bạn nhé. Đây, cụm phanh đĩa cả bốn bánh này. Phanh đĩa đã được trang bị là cả bốn bánh rồi. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i20 X-Tip 2017 này là một cái khối động cơ xăng 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động quý vị các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, nó còn rất đẹp và còn nguyên bản đấy ạ. Nguyên bản toàn bộ từ ốc chân máy, ốc mặt máy là nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, hôm trước tôi mua tôi cũng đã quay trực tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem về cái động cơ này rồi. Thì hôm trước là nó được phủ một cái lớp bẩn ở trên. Bây giờ tôi mua về là tôi rửa qua cái xe thôi, bên ngoài thôi, bên trong tôi chỉ dùng máy nén khí tôi xịt qua đi nhá, chứ tôi chưa dọn đâu ạ. Đấy, chỉ dùng máy nén khí xịt qua cho nó hơi bẩn này. Bây giờ dọn đi là nó mới lắm các bạn nhé. Đây, bẩn nguyên đây các bạn này. Đấy, tôi lau đi cái nó đã khác rồi. Đấy, chiếc xe này nếu như bây giờ mà tôi đem đi tôi dọn đi là nó sẽ đẹp lắm đây các bạn nhé. Phủ một cái lớp bẩn thôi, chứ còn về cái động cơ này quá là mới luôn ạ. So với một chiếc xe mới thì cái động cơ này nó cũ thôi, chứ còn nếu như dọn đi so với một chiếc xe mới, một chiếc xe cùng đời thì quý vị và bạn ạ, chưa có một chiếc xe nào động cơ còn đẹp được như này đâu, so về cùng đời nhé. Về cái ốc cabo thì tôi cũng cho quý bạn xem này. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn nhá. Đến cái tem trên cabo này cũng còn nguyên này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Ốc nguyên bản hết, chưa có một con ốc nào bị tháo ra. Đấy, chưa có một con ốc bị nào bị tháo ra. Và cái ni lông ở cái hộp cầu chì này còn chưa bóc các bạn này. Hộp cầu chì còn nguyên, chưa bóc ni lông này. Cái ắc quy này thì đã thay rồi, vì từ năm 2017 đến bây giờ mà chưa thay thì mới là lạ. Đấy, động cơ rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, so với một chiếc xe mà
mới thì nó thành nó bẩn, nó cũ như này thôi, nhưng so với chiếc xe cũ thì quá là đẹp rồi. Và cái động cơ này thì tôi khẳng định với quý bạn không cần phải dọn nữa đâu ạ. Vừa tiết kiệm được tiền mà vừa đảm bảo được cho cái động cơ này quý bạn nhé. Vì bây giờ bỏ tiền ra dọn mất tiền là một chuyện, với thứ hai nữa là phải đưa hóa chất vào tẩy rửa, nó sẽ sạch hơn được một chút, nó sẽ mới hơn được một chút nữa, nhưng nó lại hại cho những cái phần nhựa này, phần cao su, phần gioăng khi bị hóa chất vào nó sẽ ảnh hưởng nhé, chưa kể đến những cái phần điện các bạn ạ. Đấy, cho nên là chúng ta phải, nếu nó đã đẹp rồi thì chúng ta phải tiết kiệm, không cần phải dọn nữa các bạn ạ, không cần phải sạch sẽ hơn nữa đâu ạ. Thế này là đã quá đẹp rồi. Đấy, quan điểm của tôi làm xe như thế này thì nó đã đẹp, và nó đẹp theo hình thức mộc mạc ạ. Đấy, rất là mộc mạc, rất là đẹp ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất, cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 rồi các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn sơn zin nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 448 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i20 Active 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.